Lớp mình tiếp tục hôm nay mình sẽ học bài trị liệu vai gáy và dùng dây nhá, chữa đau mỏi nhất vai gáy. Chúng ta ngồi xếp hàng mèo nhất ngủ chưa? Mình sẽ cầm hai sợi dây luôn này, mình chậm lại để cầm cái khoảng cách nó mở rộng bằng vai nhá. Xoáy núi, hít vào, mang theo sợi dây, thở ra, đưa lên sau đầu. Chú ý chỉnh cho hai mông sát trên thảm, cuộn xương cụt, nâng ngực lên, đẩy ra phía trước, thở ra, mắt nhìn vào một điểm, chút mặt giữ tĩnh, rồi nhắm hờ mắt lại nào. Hãy cố gắng nâng ngực lên, mình đẩy ra phía trước. Hãy tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, ra cuộn xương cụt lại, thở ra thật chậm, hàng cuộn vào thêm xíu nữa. Trong 5 nhịp thở, hãy tập trung vào hơi thở, tập trung vào sự phồng lên xẹp xuống của bụng. 5, 4, hãy làm giãn vùng da ở giữa chẵn, hơi mỉm cười. 3, 2, 1, hít vào, ta buông xuống, thở ra, nghiêng sườn, hít vào, vươn tay lên, thở ra, nghiêng người sang trái, kéo căng cơ liên sườn phải, mình nghiêng ngang hoặc lật ngửa người, má hơi hướng vào. Tập trung vào hơi thở, thả lỏng cơ thể, người sẽ tự chìm xuống. Nằm, bốn, hãy làm giãn vùng da ở giữa chân. 3, 2, vào, nâng người lên, thở ra, đổi bên, nghiêng người sang phải, kéo căng cơ liền sườn. Hãy tập trung vào hơi thở, hãy cảm nhận toàn bộ cơ liền sườn bên trái lúc này đang được kéo căng giãn. Trong 5 hơi thở này, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, vươn người lên, thở ra, buông tay, khỏi nhé. Thật ra có sửa nó lại rồi và cứ buông. Hai cái đan sau lưng, hít một hơi, nâng người lên, đẩy ra phía trước, cuộn vai ra phía sau để mở vai, thở dài, mình giữ ở đây, cố gắng hai lòng bàn tay áp vào nhau càng nhiều càng tốt. Tập trung vào hơi thở, làm giãn vùng da ở giữa trán nào, làm hãy thả lỏng toàn bộ vùng cổ, vùng vai, nâng ngực lên, đẩy ra phía trước, thở dài,
nâng hông lên khỏi thảm. Nếu mà ai mà muốn mà ngửa đầu thì mình sẽ dùng cơ cổ nữa, không giảm sự nâng không sao cả. Hãy tập trung vào hơi thở. Bạn Hằng kéo cao lên nữa nào, nâng mông cao nữa lên. Hằng bị xa quá hạ xuống và đuôi cái chân lại, nó rộng quá, nó chỉ gồm góc bàn chân mình, gồm góc nó mới chắc được. Nằm, cố gắng nào, siết cơ đùi. Nếu thấy bàn chân nó hơi bỏ ra, ta hơi cục cái đùi trong vào. 4 3 hít một hơi nào, siết thêm cơ đùi, siết thêm cơ mông nữa. Nâng chân phải lên khỏi thảm, hút căng lên trời nào. 3 siết căng thêm cơ nữa nào. 2 và 1 hít vào, buông chân xuống, thở ra. Mình hạ người, lắc nhẹ đôi chân, lắc nhẹ đôi tay. Tay phải mình nắm cổ tay trái, hơi hơi xoay rồi đảo ngược lại, đổi bên tay trái nắm cổ tay phải, hơi hơi xoay đảo ngược lại rồi đổi bên. Trước bàn, hai tay chống ngược phía sau, ngón tay chỉ vào mông, cách mông tầm một ngón tay, hơi co gối lại, hơi co gối lại, hít một hơi nâng ngực lên, ta đẩy ra phía trước, thở ra, nâng bụng, nâng hông lên khỏi thảm, nâng cao nào, cố gắng siết cơ đùi, siết thêm cơ mông để tà giữ. 5 4 3 hít một hơi, siết thêm cơ đùi và bụng, hút thẳng chân trái lên trần, hãy giữ ở đây, tập trung vào siết căng cơ đùi và bụng. 3 2 nâng cao thêm, 3 1 hít vào, ta nâng chân xuống rồi mình thở ra, duỗi chân, buông tay, lắc nhẹ cổ tay, tay phải nắm cổ tay trái lắc, rồi mình đảo lại ngược chiều, đổi bên, tay trái nắm cổ tay phải, xoay rồi đảo lại, mang theo sợi dây. Sợi dây này của mình thả ra, mình sẽ quấn vào cái lòng bàn chân của ta, dập trước, hít một hơi, nâng ngực lên, mình đẩy ra phía trước cho lưng thẳng đã, thở ra rồi từ từ này vẫn giữ lưng thẳng nhá, chúng ta chú ý này, lưng vẫn thẳng này, và mình sẽ gập theo khả năng này, hơi thở ra người này mình gập thêm một xíu nữa, nếu mà ai mà nó thừa quá thì ta sẽ cầm sát vào, cầm sát vào gần sợi dây nhá, chứ mình không bỏ sợi dây ra mà mình chỉ cầm sát vào sợi dây thôi, và ta chùm cái cổ tay của ta lại, tập trung vào hơi thở nào, hít một hơi, thở ra người mềm mình lại gập thêm xíu nữa, luôn luôn vươn dài lưng và kéo dài cuộc sống, hãy cảm giác như có ai đang lôi cái người mình về phía trước cho cái mình nó thẳng ra nào. Hãy tập trung vào hơi thở, mắt luôn luôn hướng vào ngón chân hoặc cổ chân, ta không nhìn vào dưới gối sẽ bị cổ cái lưng lại. Hằng nâng ngực, Nga đẩy ngực, Hằng đẩy nữa, đúng rồi, một xíu nữa. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào hơi thở để mình giữ nào. Hít vào thật sâu, mình thở ra thật rộng, cố gắng kéo thật căng cái tay nào. 5 Hằng nâng ngực lên lại bị cụp xuống rồi. 4 Đẩy ngực, để đẩy cái ngực là đẩy cái vùng ở da, ở dây áo. Đúng rồi, bạn Hà đúng cảm giác đấy đấy. 4 3 Hít một hơi, thở ra, kéo căng thêm xíu nữa nào, hãy kéo dài cuộc sống ra nào. 2 3 1 Hít vào, ta nâng người lên nào, rồi mình thở ra, cái chân trái mình co lại, lòng bàn chân trái áp vào cái đùi phải nha, áp sát vào bắn đùi phải, chân trái co sát vào trên bên háng ấy,
cái sợi dây này của mình này, mình sẽ vòng vào đây và chúng ta sẽ chỉnh sao cho nó vừa với mình. Dưới đuôi là chỉ cách khoảng 30-40cm thôi, 40cm. Bạn nào mềm thì sẽ phải cầm thêm. Tay trái của mình nhá, tay trái hít vào này, vươn lên, nâng ngực đẩy vào đĩa, thở ra vòng ra phía sau lưng của mình. Hãy co bàn chân phải lại để ta có thể nắm được lấy cái sợi dây đã. Tiếp tục hít một hơi, thở ra, mình đẩy căng cái bàn chân phải mình ra. Vặn người, tay phải nắm lấy đầu gối trái. Bạn nào hãy cố gắng mình đọc căng cái sợi dây ra, nếu như sợi dây đó còn bé, nó còn thừa quá thì chúng ta phải chỉnh nó lại để cho nó vừa, nó phải căng một xíu thì nó mới có tác dụng mở vai được. Nào, nếu mà ai căng nhất thì là cái tay của mình nó sẽ duỗi được thẳng căng ra. Bạn mở người sang bên trái, lúc này là toàn bộ cơ vai đang được mở và căng giãn nào. Chúng ta hãy thả lỏng cơ thể ra để cho cơ vai được thư giãn nào. Cái tay phải của mình nhấn vào đầu gối, vòng vào trong, lan vòng vào trong sợi dây, chui cái bàn tay vào trong sợi dây nó mới chắc. Tập trung hơi thở nào. Nằm 4. Nếu muốn căng nữa ta sẽ đạp cái sợi dây, cái bàn chân phải đạp sợi dây ra ngoài. Và hít một hơi nữa. Bạn mở thêm xíu nữa nào. 2. Hít vào. Xoay người lại. Thở ra. Giữ chân là phía trước, mình giữ chân như nào. Làm cái chuẩn bị ở bên sợi dây, bây giờ mình sẽ mắc nó sang bên cái chân bên trái, tay phải, bàn chân phải của mình sẽ co lại, ép sát vào háng, lòng bàn chân phải sát vào bên đùi bên trái. Tay phải hít vào, nâng ngực đẩy phía trước, thở ra, vòng tay ra sau, sát vào eo lườn bên trái, co chân trái lại, hít một hơi, tiếp tục thở ra, hãy đặt căng cẳng chân này lên. Tay phải, tay trái nắm lấy đầu gối phải, đẩy người và mở sang bên. Nếu mà căng nhất thì chúng ta sẽ có thể duỗi thẳng cánh tay ra. Muốn căng nữa sẽ đạp căng thêm cái bàn chân trái ra nào. Hít một hơi, thở ra rút sâu xuống vào. Bạn thêm một xíu nữa nào. Và ta sẽ giữ ở đây. Hãy tập trung vào hơi thở. Lúc này toàn bộ cuộc sống đang được vận chuyển. Nằm 4 3. Hãy dùng lực của cánh tay trái đẩy thêm vào đầu gối phải. Bạn thêm một xíu. 2. Toàn bộ vùng đốt sống đang được vận chuyển. 1. Hít vào và xoay người phía trước. Rồi thở dài, uốn tay, co gối, xoay người, vững gối dậy, lạc bàn. Nếu mà bạn nào căng thì căng, có thể mình dựng cái bàn chân lên, nếu không thì mình có thể xuôi dựng sướng cũng được. Những bạn nào mà mình tập căng mà mình chưa ngã xuống được thì chúng ta hãy nhớ là hai tay mình ôm sát lấy lại mông của mình, ức bàn tay sát nhau càng nhiều thì càng tốt. Hít một hơi, thở ra này, nâng ngực lên, mình đẩy ra phía trước, hãy từ từ ngả người ra sau và mình giữ, đẩy hông ra phía trước. Ai còn khả năng thì mới tiếp tục vươn
từng tay một, tay phải trước vươn mở về sau, chống xuống. Tiếp tục đến tay trái chống xuống. Khi ta nắm được rồi, đẩy hông ra trước nhiều hơn. Hãy tập trung, đẩy hông về phía trước. Tập trung vào hơi thở, mình giữ ở đây. Quan đẩy hông ra phía trước xíu nữa, đúng rồi, cố gắng tập trung vào ngực. Hãy thả lỏng cơ thể ra nào. Thả lỏng, ngang thả lỏng người cứ giảm đúng không? Thả lỏng, giữ được, không sao. Đẩy hông, đẩy hông, đẩy hông. 3 2 Đẩy hông với chút xíu nữa nào. Đúng rồi, đang mở hông đấy. 1 Hít vào, dùng cơ bụng gập đầu lại, dùng cơ bụng và cơ đùi nhấc người lên. Mình thở ra chống hai tay xuống gối. Chúng thả con mèo vùng lưng nào. Cánh tay và đùi vuông góc với thẳng. Hít một hơi, thở ra. Gù lưng ta lên cao, đưa sát cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rồi. Hãy cảm nhận này, lúc này toàn bộ các vùng đốt sống cổ, đốt sống ngực đang được kéo căng giãn. Hãy tập trung vào vùng đốt sống cổ và ngực để cảm nhận. Gù lưng lên càng cao càng tốt ra. Nằm. 4 Hít vào một hơi, thở ra người mệt. Cố thêm cao xíu nữa. Cố gắng cuộn xương cột lại. 3 2 Ngơ mơ. Hít vào. Thở ra. Trở về đứa trẻ nào. Vươn dài hai tay về phía trước. Mông ngồi lên góc chân, chán chạm thẳng. Hãy thả lỏng cơ thể. Hít thở sâu vài hơi. Tiếp tục dùng tay phải quéo cái tay trái của
của mình về phía sau. Khi mình thấy sợi dây nó thừa rồi thì mình sẽ lân thêm vào cho nó mở rộng ra. Mười đầu ngón chân đang ấm dần lên,
hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn chân, lên gót chân, cổ chân, hai chân ta hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ hai bàn chân lan tỏa tràn lên hai bên khớp gối, tập trung vào khớp gối. Khớp gối đang ấm dần lên, khớp gối thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ khớp gối lan tỏa tràn lên hai bên đùi, lên khớp háng, tập trung vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên, khớp háng thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ khớp háng lan tỏa tràn lên vùng bụng, tập trung vào rốn. Rốn đang ấm dần lên, rốn thật ấm. Hơi ấm từ vùng bụng lan tỏa tràn lên vùng ngực, tập trung vào ngực. Các cơ trên ngực ta đang hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm từ vùng ngực lan tỏa tràn lên hai bên bờ vai, ra phía sau lưng cột sống, tập trung vào cột sống. Cột sống đang ấm dần lên, cột sống thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa tràn vào khắp các cơ quan nội tạng trong cơ thể, tầm gan, tim, phế, thận, cơ quan nội tạng trong cơ thể hoàn toàn thư giãn. Chung hai cánh tay, mười đầu ngón tay, mười đầu ngón tay đang ấm dần lên, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, đỉnh cánh tay, bắp tay, hai tay ta hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm từ hai cánh tay hòa cùng hơi ấm cơ thể tràn lên hai bên bờ vai, lên cổ, hai bên má, lên mũi, hai bên mắt, lên trán. Các cơ trên khuôn mặt ta đang hoàn toàn thư giãn. Nét mặt ta thật nhẹ nhàng và thanh thản. Tâm trí ta tràn ngập bình an và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ, thật bồng bềnh, bồng bềnh trôi trên sóng biển. Hãy từ từ đưa tâm trí ta trở về với cơ thể. Hãy từ từ cử động nhẹ mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân. Hãy từ từ mở mắt ra. Hai tay ôm chéo hai vai trước ngực, hít một hơi, nâng cao thân trên lên khỏi thảm. Nghiêng người sang trái, phải, trái, phải, trái, phải, trở về giữa. Hai tay đàn nhau chúc phúc, hai chân trụ lại, hít một hơi, vươn căng hai tay ra sau đầu, mình lật ngửa lòng mặt này, đạp căng gót chân ra ngoài. Rồi hít một hơi, thở ra, buông lỏng, xoay người sang phải, vặn nhẹ tay phải chống lên bàn tay phải, tay trái duỗi xuôi theo đùi trái, mặt thoải mái và thư giãn hai tách rộng hai chân trái lùi về sau. Mời chúng ta chống tay, nâng người ngồi dậy. Ngồi quanh chân, hãy chỉnh cho hai mông sát trên thảm, lưng thẳng. Bài tập đến đây là kết thúc. Mời cả lớp tập trung, mời chúng ta nghỉ. Thank you.
dụng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hà Ma trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Ma để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Ma xin chào. Bye bye.